How to create playlist YouTube Studio. Yes. Hello. So today nè, tụi con lời ní dương cho một căn channel YouTube và dương luôn ấy. Và những channel bao nhóm. Đặc biệt là nhóm chọn create playlist. Ôi video để pe để nhóm upload YouTube tới cứ nhóm upload tới video mình đăng là này chứ ai chẳng á. Chẳng đặc biệt để dương chọn create playlist thì muối dương cho màu. YouTube Studio Best. Rồi có miền này là cột bạc tam browser Chrome, browser tam same vì ai miền lộ được thì mình đọc mà dương chọn màu cái này này thì mà dương chọn màu chơi mà dương chọn màu chơi như lư channel bao nhiêu thì và đặc biệt là dương chọn chỉ là YouTube Studio Best. Chương rung chạm thì tới. Hãy bật tọa máy dừng chạy lơ video. Ok. Tọa máy dừng chạy lơ video. Click video. Yes. So this click video. Now I click tag playlist tag playlist tag. Click. Click. Change password Wi-Fi. Change how to change password. How to add create password Wi-Fi. Wi-Fi create password Wi-Fi. Copy fast. Type. Okay. Now your add to playlist. Add to playlist. Now we can create new playlist. Or take move to take. Yes. Now I move to take. Yes. And just nhóm ban chọn à take take mà nhóm cứ mình này thay nhóm chọn move video và nhóm lại ban take nhóm cứ cho the playlist mô tả take và chứ nhóm chọn chẳng phiền nhóm cứ playlist và nhóm cho thôi hả chẳng được quy đại luôn này tao ngon cái video mà chỉ này và nhóm chỗ mất cười nhạc lệ lịch thì rồi dùng chọn download tương hồi thích router wifi ấy nâng cư ai check nơi cả lại lệ lịch thích cười nhạc miền này hãy nâng miền tập bắt nâng cười nhạc lệ lịch thì rồi đó nhầm bạc cho nên nhầm một đồng tiết máu và nhầm chân mưu ta nhầm miền lệ lịch nâng này ok chắc nhầm chờ lệ lịch lệ lịch nhạc nhé. Video của nhóm miền này miền playlist là ngay chân thì này là nghe cho playlist bao nhóm trong đã lột để tương mà tao nắng vì cái trong mới những ai cho playlist mưa mà đồng mùi đồng mùi ở cuốn sản phẩm ca tam đan tư sản cho mùi nâng how to create playlist on YouTube click like share comment and subscribe thank you.